ghé qua tượng đài Trà Vinh. Và bữa nay thì mình ghé qua tượng đài Trà Vinh sẵn, mình đứng đây mình làm clip cho các bạn xem và giới thiệu cho các bạn một miếng đất để các bạn đầu tư. Miếng đất này cơ hội đầu tư khá là cao các bạn, và cái giá mà chủ đất đưa ra là 2,5 tỷ thương lượng nhẹ. Thì không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, xin mời các bạn đi thẳng vào bên trong vấn đề và tìm hiểu xem miếng đất này ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu, thổ cư bao nhiêu, đất trồng lúa nước bao nhiêu, và cái giá mà chủ nhà đưa ra là 2,5 tỷ thương lượng nhẹ các bạn. Thì xin mời các bạn đi vào bên trong miếng đất cùng hai lúa nha. Và lúa đã có mặt tại vị trí mảnh đất mà lúa muốn giới thiệu với tất cả các bạn. Thì miếng đất này nằm trên đoạn đường quốc lộ 60, nơi tuyến giao thông huyết mạch của thành phố Trà Vinh. Và để lúa đi lại đằng kia cho các bạn xem. Và phía gần đó đó, trước mắt các bạn đó là công ty Gen chuyên gia may đồ, và khoảng cách không xa là khách sạn Phượng Hoàng, và sát một bên đó chính là công ty Tô Xuân, một công ty quốc tế. Thì hai công ty này nằm sát gần nhau, và một lợi thế của miếng đất mà muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là nằm rất gần với hai cái công ty này. Và hiện tại thì chưa có một chỗ nào mà mở ra buôn bán thức ăn cũng như rau cải các loại. Thì các bạn mua, các bạn có thể kinh doanh mặt hàng đó, hoặc là các bạn có thể kinh doanh quán cà phê, hoặc là các bạn có thể mua để các bạn đầu tư, vân vân. Và miếng đất này cũng nằm khá là gần ao bờ ôm, cũng như sát một bên là ngay cái ngã tư Sambua. Và không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, mình sẽ đi vào bên trong mảnh đất và giới thiệu sơ lược cho các bạn nghe. Thì miếng đất bề ngang là 5 và bề dài là 35,2. Tổng diện tích là 176 m², trong đó có 84 m² đất thổ cư và 92 m² đất trồng lúa nước. Thì bên trong miếng đất khá là rộng các bạn, khá là dài nha. Rồi mời các bạn tham quan chút xíu nha. À mà quên nữa, thì mình chưa có nói giá cho bạn nghe phải không? Thì xin nhắc lại, giá mà chủ đất đưa ra là 2,5 tỷ cho 176 m², mặt tiền quốc lộ 60, nơi mà được gọi là hot nhất, được gọi là đất đang nóng lên từng ngày đó bạn. Và đối diện miếng đất này còn thêm một cái công ty chuẩn bị mở cửa nữa bạn. Thôi mời các bạn tham quan nha. Và sau khi tham quan xong mảnh đất ngang năm dài 35,2, mặt tiền quốc lộ 60, giá 2,5 tỷ còn thương lượng. Thì mọi người có nhu cầu về quảng cáo, cầm cố, ký gửi nhà đất, liên hệ số điện thoại 0909840707 sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về quảng cáo PR nhà đất.
giờ Lúa xin mời tất cả mọi người cùng Lúa từ mảnh đất này sẽ tham quan coi có những công ty nào như là lúc đầu clip Lúa đã giới thiệu với tất cả các bạn. Và các bạn nhìn bên tay phải thì đó là công ty Trend, chuyên gia may mặc. Đó, và cách công ty Trend không xa thì đó là cái công ty Tôn Xuân. Và cách công ty Tôn Xuân không xa thì đó chính là khách sạn Phượng Hoàng. Đó, rất là nhiều lợi thế về mảnh đất này. Mảnh đất này khá là gần những cái công ty. À, cho nên các bạn mua ngay thời điểm này để các bạn đầu tư thì nó khá là hời. Và cái giá mà Lúa xin nhắc lại với tất cả mọi người nữa đó chính là giá 2 tỷ rưỡi cho tổng diện tích 176 m², ngang 5 dài 35,2. Và mọi thắc mắc về giá cả cũng như trao đổi để ép giá thì liên hệ số điện thoại 0909 840707 sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như sẽ nhận quảng cáo cầm cố ký gửi nhà đất. Và Lúa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo nha.